hậu trường giải thể hình lớn nhất Việt Nam ngày hôm qua. Người ta vừa bôi màu lên mình xong nói in nguyên cái mặt vào mông người ta luôn các bác a, à, tôi đến quỳ với thằng nhóc này luôn. Vừa tội vừa buồn mỉm cười. Đây là lời chú thích cho những bức ảnh được đăng trên mạng xóm hội. Theo đó, một cậu nhỏ nhắn theo người lớn đi xem giải thể hình. Chẳng rõ lơ đễnh thế nào mà cậu nhỏ nhắn lại va mặt vào mông của một nam vận động viên. Vận động viên này lại vừa bôi màu xong, vẫn còn ướt. Cậu nhỏ nhắn lỡ va vào khiến cả khuôn mặt in lung lên đó. Cậu nhỏ nhắn khóc rất to khi vô tình in mặt lên mông một vận động viên thể hình. Cậu nhỏ nhắn quảng hồn hố, thúc tiếp gì khuôn mặt lấm lem màu. Hình như đó, những người bao quanh lại vừa bật mỉm cười vừa dùng laptop quay hình, tự sướng cậu nhỏ nhắn. Ngay cả nam vận động viên cũng lúng cuống vì tình huống bất ngờ. Dân mạng đã đưa ra nhiều bình luận khác nhau. Đa phần mọi người đều bật mỉm cười vì sự cố xảy đến. Số khác cho rằng, có lẽ bỗng dưng bị xem xét mà nhỏ nhắn càng khóc to hơn ngay giữa chỗ đông người như thế. Lại quét lại màu cho chú đi con ơi, sao cứ khóc hoài vậy? Nhìn những tấm ảnh mà mình chẳng nhịn nổi mỉm cười, ôi trẻ con thật là hài hước quá, một dân mạng bình luận.